Alo, và chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với trận thi đấu thứ hai thôi. Như vậy là anh Long Fly là người vừa mang tin mừng đến cho game thủ No 1. Và No 1 sau trận thi đấu chung kết ở trong xế đấu đầu tiên sẽ có phần quà, vâng, sẽ có phần thưởng nóng đến từ game thủ No 1 từ tay anh Long Fly. Và vâng, khi mà trận buổi giao hữu kết thúc, có lẽ là tôi sẽ trực tiếp trao quà cho No 1. Ngày hôm trước thì BB và No 1 cũng đã thi đấu một, vâng, một ngày thi đấu rất thành công. Và anh Long Fly cũng đã là người vẫn có những món quà động viên tinh thần rất kịp thời. Còn ngày hôm nay có lẽ rằng nếu game thủ Gunny và game thủ No 1 tiếp tục thi đấu một cách rực rỡ như những trận thi đấu vừa qua, 4-0 trắng đến thời điểm này, thì có lẽ rằng anh Long Fly là người tiếp tục, vâng, có những phần quà rất nóng, nóng bỏng tay cho No 1 và Gunny. Bên kia thì là Hitty và Greg, còn bên này thì là No 1 là người cầm Summer, đôi voi, còn Gunny là người cầm AC. Ngày thi đấu vòng chung kết giải Bé Yêu 2015 không còn xa, vâng, vòng quần chiến không còn xa. Hội trường đại học, hội trường nhà văn hóa Cầu Giấy đã mở cửa, những tấm vé cũng đã được xác định. Vâng, những tấm vé lọt vào vòng quần chiến cũng đã được xác định. Còn những tấm vé để theo dõi những trận thi đấu ở vòng quần chiến thì vẫn đang nằm trong tầm tay của các bạn. Hãy đến với hội trường nhà văn hóa Cầu Giấy để sống trong bầu không khí vòng quần chiến giải Bé Yêu 2015. Hãy sở hữu cho mình những tấm vé, hãy khoác trên mình những chiếc áo mà, vâng, những team mình ưa thích. Màu áo Game TV, một màu áo đỏ rực truyền thống, hay màu áo Thái Bình, một màu xanh tám quen thuộc, cũng đã được, vâng, đang được giao bán rộng rãi. Và để sở hữu những chiếc áo thì các bạn có thể tham khảo trên fanpage, cũng như fanpage của Game TV, cũng như vâng fanpage hay là Facebook của, vâng, bà xã game thủ Gunny. Quay trở lại với trận thi đấu thứ hai, trong trận đấu thứ hai, tỷ số vẫn đang là 1-0. Đây màn hình máy game thủ No 1, bài Summer có 4 voi, kích khá sớm với 2 bang dân. Đồ ăn phía dưới vẫn còn bái quả, nhưng Gunny dường như là người ăn. Đây là Gunny, đúng rồi, Gunny là người đã ăn bái quả. Bài AC hơi hoi rừng. Ở phía bên Valor và game thủ He đánh khá nhiều dân bài này. Gunny đã là 26, No 1 là 23. Một bài lại kích 9 đến từ game thủ No 1 rồi. Lại kích 9, 9 liên tội. No 1 này quá sáng, phong độ cao vật vã đến từ game thủ No 1. Và chưa có dấu hiệu dừng lại. No 1 đang có chuỗi ngày thăng hoa. Chốt E vào. Rồi, thôi ngoài cũng được. Quay ruộng quanh chiếc BG này cho nó kín nhà.
Đây rồi, như vậy là gặp nhà tuyển thủ Van Lớp luôn. À không, bạn Van Lớp. He he. He he cơ. Cái gì này? Vâng, thêm một e nữa, e của ai? Không, không vào được trong tiếng. Ơ, nghĩ là vẫn vào được. Đây là Greg đến từ He. Vâng, Greg đến từ tuyển thủ He. Như vậy là Greg cũng đã có giỏ. He cũng kích khá sớm. He là một game, một trong những game thủ có khả năng ép đời rất tốt. Đây là Van Lớp, người cầm hit đi. Chưa lên 3. Không biết là có tê hay chưa. Nhưng thôi, tạm thời cứ chơi vài nông dân ở phía ngoài cái đã. Đồng hồ nó lên 3 rất sớm và lạc đà đang được sóc rồi. 24/28. Đây màn hình máy tính thủ Gunny tham lai 26. Chưa có ruồi nào bay vào nhà. Quây ruộng chỉn chu tử tế. Và đang chờ nâng bánh xe. Tiếp tục đến màn hình máy tính thủ No.1 thôi. No.1 đang quá sáng trong ngày hôm nay. Đây là BA ư? Đúng rồi, đây là những nhà của game thủ Van Lớp. No.1 rất nhiều rừng. Như vậy là đã có lạc đà. À xin lỗi bạn, đã có ngựa giò. Ô. Lọt không? Lọt. Không. À lọt kìa. Vẫn lọt kìa. Ô hay. Vâng, cho chết con giò để cho nó. Vâng, cho chết con giò cho nó cân kèo à. Cho nó cân kèo à. Không, như vậy là vâng, không có giáp. Bảo sao. Vâng, không có giáp. Quả đấy mà có giáp thì Van Lớp chết cực kỳ nhiều dân. Nhưng bây giờ thì quay sang với Gunny. Cũng đã ơ. Vâng, có con cung tê này vào thôi mà sao mà khổ thế. Như vậy là BB lại là người nhớ map. Nhưng mà hơi muộn. Như vậy là BB vẫn nhớ map. Hơi muộn. Một pha lọt rất ảo. Lùi vào trong tiếp về e. Bãi gỗ sẽ bị nguy cấp trong tuần này. Rồi, tạm thời như vậy thôi. Ô hay, sao lọt thốc lọt tháo đấy kia. Chỗ nào không thấy hở, rất mất tay. Rất mất tay. Nếu mà không bị lọt trong tình huống vừa rồi thì có lẽ rằng đã đẩy xong là Van Lớp rồi. Giờ lọt. Ô hay. Chạy thông thiên thông địa này bao giờ không. Thế là đầu 1 kín nhà. Bây giờ không biết có bánh xe chưa, vẫn chưa có bánh xe. Như vậy là tạm thời tách một con phủ ra sang bên nhà của game thủ Gunny. Rất đông những con làng đà ở phía ngoài và chỉ chờ game thủ Gunny kéo cung R lên thôi là thi đấu. Rồi, chơi được. Ăn hoàng đến từ game thủ Van Lớp, vì vậy Van Lớp đang có lực khỏe để có thể sóc đều cung R. Vâng, điều cung R. Tầm này thì có lẽ rằng Van Lớp và game thủ Gunny đều cũng là ngang phèo thôi. Về trình điều R có lẽ là ngang phèo. Nhưng về khả năng vắt quân thì game thủ Van Lớp đang trâu hơn đôi chút. Một pha điều R hay đến từ game thủ Gunny. Đúng là cung R AC. Bắn rất khác bọt. Một... Vâng, Hitty AC. Sao chém đầu đông thế này? Có vẻ e không? Game thủ Gunny chưa có giáp. Nhưng ở phía trên này thì đang có khá nhiều những con lạc đà của game thủ No.1 áp sát. Đây mà đình máy game thủ No.1. Xem No.1 rồi, No.1 đánh hay quá. Ngày nay No.1 đánh quá hay. Rực rỡ đến từ game thủ No.1 trong ngày thi đấu hôm nay. Chưa có giáp nhưng những con lạc đà của game thủ No.1 đang khá đông và hung hãn. Lao thẳng vào giữa đàn cung R của Hitty. Cực kỳ hổ báo và cáo dồn đến từ game thủ No.1 trong tình huống này. Và Gunny thì sao? 40. Lại lọt một tên. Nhưng không sao, đã có No ở đây rồi. Màn hình máy của đối thủ No.1 tiếp thằng này 33. Bắt được con người chém là thủ được tuần này. Và đối thủ Van Lớp đang rất yếu. Bắt hết những con cung R ở phía ngoài của đối thủ Van Lớp. Cực kỳ hung hãn dành cho những con lạc đà của No.1. Và bây giờ tiếp tục đến với Gunny. 41 dành cho Gunny. Ổn định lại nhà cửa một tên, cố gắng bo bế lại chút đi. Bỏ ít tay ra. Vâng, nhìn No.1 thi đấu mà BB ngồi bên cạnh. À vâng, ngồi phía dưới máy quay đang phải lặng người đi. No.1 nó đánh quá hay. Vâng, BB phát biểu là No.1 hiện ở thời điểm hiện tại thì cân BB thời trẻ. Như vậy là BB đã quá già.
phong độ của BB dường như đã yếu hơn thời trẻ rất nhiều. Và bây giờ thì No 1 đang thi đấu, nếu mà đấu với BB thời điểm này, No 1 tôi thừa rằng ăn đứt BB. Kèo No 1 BB lúc nào cũng nhận em dài No 1 luôn, không phải nghĩ. Như vậy là 2-0 và chúng ta cùng chuẩn bị đến với chung kết đầu tiên của cái thủ Van Lớp và cái thủ He ở trong xe đấu thứ hai.